Anh ấy đang chuẩn bị thực hiện pha tạt bóng, một pha ghi bàn bằng đầu quá ấn tượng. Tôi để tung ra cú sút. Yaya Touré đã nổ súng, pha ghi bàn đẳng cấp. Đó là cú sút, một bàn thắng tuyệt vời dành cho Robert Lewandowski. Cơ hội đến rất gần, anh ấy tung ra cú sút. Một cú sút, cú hat-trick, phong độ chói sáng trong ngày hôm nay của Robert Lewandowski. Đó là pha phản công. Pha phản công đang chuẩn bị được thực hiện. Lionel Messi đang chọn vị trí để đón đường chuyền. Đó là pha cản phá xuất sắc của thủ môn. Một tình huống phản công nhanh. Một tình huống dứt điểm. Một pha cản phá xuất sắc của thủ môn. Azaro, một pha đánh đầu đẹp mắt và bàn thắng cho anh ấy. Pha dàn xếp tốt. Và giờ họ tổ chức tình huống phản công. Đó là cú sút. Cơ hội đã trôi qua với pha cản phá vừa rồi của thủ môn. Tưởng chừng như đó là bàn thắng, nhưng thủ môn đã bay người cản phá xuất sắc. Đó là pha phản công. Một bàn thắng tuyệt vời dành cho Lionel Messi. Cơ hội để tổ chức một tình huống phản công cho đội bóng. Một cú sút, một bàn thắng.